Dạ vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc, yêu ca hát khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay đã là 14 tháng 8 rồi, theo lịch dương, theo lịch âm hôm nay đã là 14 tháng 8 rồi. Thì ngày mai đã là Trung thu rồi. Ngày mai đã là Trung thu rồi. Hôm nay bên em sẽ tiếp tục khuyến mại cho quý vị và các bác. Như hôm qua thì bên em có những cái đôi loa bãi. Đấy, có những đôi loa bãi mà bên em đã bán cái giá cực kỳ là rẻ cho quý vị và các bác rồi. Đấy, và hôm nay thì bên em lại tiếp tục. Bên em sẽ bán cái giá mà nó cực kỳ là mềm và giá rẻ nhất cho quý vị và các bác, bán hàng không lợi nhuận và bù lỗ luôn nhé. Đấy. Bởi vì là sắp đến Trung thu rồi, một ngày nữa thôi là đến Trung thu rồi, nhưng mà bên em cũng do tính chất công việc và em thì cũng bận một số việc cá nhân, cho nên là bên em chưa chuẩn bị được những cái món quà Tết Trung thu cho quý vị và các bác và những cái em bé nhỏ của nhà các bác, cho nên là bên em sẽ để những cái dòng sản phẩm như là loa hay là siêu chép hoặc là những chiếc vang, những cục đẩy với cái giá thành nó cực kỳ là hợp lý và rất là rẻ để cho quý vị và các bác về chơi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bác giảm được cái chi phí gia thành để mua thêm cho những cái em nhỏ, những cái các em nhỏ của nhà các bác thêm một chút quà. Đấy. Vâng, đây là một cái loa, cái cấu hình là 2 bát 20. Đấy, 2 bát 20 cộng một chung này, chung 14 này. Đấy, cộng một chung và một chép ở phía trên này, đó chính là loa WeWood VK800 và được sản xuất tại Đài Loan. Đôi này em để giá là bằng gần một nửa giá nhập bên em, tức là giá cực kỳ là rẻ luôn đó, giá mà dưới giá nhập bên em rất là nhiều. Đấy, dưới giá nhập bên em rất là nhiều, tức là bán thanh lý cho quý vị và các bác. Đôi loa này thì rất là đẹp nhé, đôi loa này thì còn rất là đẹp luôn. Đôi loa này các bác có thể ghép với lại những cái bộ dàn âm ly, các bác cũng có thể kéo được nhé, như những cái chiếc âm ly 506 chẳng hạn thì chúng ta cũng kéo được, hoặc là những cái âm ly bình thường. Đấy. Và bác nào kéo bằng cục đẩy công suất thì cũng sẽ rất là ok luôn. Đấy. Bây giờ em sẽ bật nhạc lên cho quý vị và các bác cùng nghe nhé, cùng thưởng thức. Và em cũng xin báo giá luôn. Đôi loa này thì hôm nay ngày 14, hôm nay ngày 14 và ngày mai, tức là đôi loa này bên em chỉ bán trong 2 ngày nhé. Hôm nay và ngày mai thì bên em sẽ để cho quý vị và các bác giá là 3 triệu nhé. Giá là 3 triệu. Những cái bác nào mà đang quan tâm và đang muốn sở hữu cái đôi loa này thì các bác hãy nhanh tay gọi điện về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Vâng, đây là bên em bán thanh lý nhé, chứ còn nếu mà để mà các bác mà tìm được một đôi loa như thế này thì nó sẽ không dưới 5 triệu đâu. Không bao giờ dưới 5 triệu, và chưa chắc cái tiếng, chưa chắc cái chất âm, chưa chắc cái chất mic của nó đã được như thế này đâu. Đấy.
Bây giờ em xin kính mời các bác cùng nghe, cùng thưởng thức một đoạn nhạc mà đến từ cái đôi loa này nhé. Vâng, và vừa rồi thì các bác cũng đã được nghe những cái tiếng nhạc của cái đôi loa này rồi. Đấy, tiếng nhạc của nó rất là ok luôn. Còn cái tiếng mic của nó thì cực kỳ là sáng, nhẹ. Đây, em sẽ alo lên thử cho quý vị và các bác cùng nghe nhé. 1, 2, 6, 7. Cuộc đời vui, cuộc đời buồn. 1, 2, 6, 7. Vâng, cái tiếng mic của nó thì rất là sáng, rất là sáng và rất là nhẹ, cực kỳ là tròn vành rõ chữ luôn. Đấy, bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác nhé. Giá của đôi loa này em xin nhấn mạnh lại là giá của đôi loa này là 3 triệu các bác nhé. 3 triệu. Đấy, 3 triệu đã được đôi loa này rồi. Em xin phép em được ngừng video tại đây.